Trong những năm gần đây, mô hình trang trại nông nghiệp kết hợp du lịch, giáo dục đang trở thành một xu hướng được ưa chuộng. Bởi bên cạnh việc hòa mình vào thiên nhiên xanh mát, du khách còn có thể tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm đa dạng, hấp dẫn. Cách thành phố Thanh Hóa chừng 10 km, trang trại giáo dục và sinh học hữu cơ T-Farm nằm trên vùng đất phong cảnh hữu tình, không khí trong lành mát mẻ của xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn là địa điểm dã ngoại lý tưởng cho gia đình và bạn bè vào mỗi dịp cuối tuần. Với tổng diện tích hơn 20 hectare, trang trại giáo dục và sinh học hữu cơ T-Farm được chia thành nhiều phân khu, gồm nhà màng công nghệ cao, vườn hồng, khu chuồng nuôi chim công Nam Ấn Độ quý hiếm, khu nuôi ngựa bạch Tây Tạng, chim đà điểu, gà quý phi, khu vui chơi giải trí ngoài trời, cùng hệ thống khuôn viên cây xanh tạo nên một cảnh sắc thiên nhiên trong lành, môi trường vui chơi học tập đa dạng, an toàn, bổ ích, phù hợp với nhiều lứa tuổi khác nhau. Trong khuôn viên trang trại còn có một ngôi nhà xưa được xây dựng mô phỏng lại cuộc sống sinh hoạt, lao động của người dân làng quê Bắc Bộ truyền thống cách đây hàng chục năm, với mong muốn mang đến cho du khách và các em học sinh những cái nhìn chân thực về sự nghèo khó của thế hệ ông bà thờ xưa và ý chí, sự nỗ lực vươn lên để có được cuộc sống hiện đại ngày nay. Ngôi nhà có kết cấu 3 gian và 2 trái. Trong không gian rợp bóng mát của lũy tre, bụi chuối và chiếc giếng nước sau nhà. Tất cả như tái hiện lại một không gian tuổi thơ tràn ngập kỷ niệm cho tất cả du khách ghé thăm. Khu nhà màng có diện tích lên đến 1 hectare, trồng các sản phẩm nông nghiệp theo mùa như dưa kim hoàng hậu, dưa chuột, cà chua. Bên cạnh việc cung cấp ra thị trường các loại rau củ hữu cơ an toàn, đây còn là địa điểm tham quan dã ngoại thực tế hấp dẫn dành cho các em học sinh và du khách. Đến với T-Farm, du khách không những được tham quan, trải nghiệm, kết hợp cùng những hoạt động vui chơi, du lịch, giải trí, mà còn được tự tay thu hoạch những sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, một trong số đó là dưa kim hoàng hậu. Các bạn nhỏ đến với T-Farm được tận mắt chứng kiến các công đoạn sinh trưởng và phát triển của cây trồng, từ làm đất, ươm cây, chăm sóc, rồi tự tay thu hoạch quả. Đó là những trải nghiệm thực tế mà các em không thể có được nếu chỉ học qua sách vở. Ngoài ra, còn có rất nhiều mô hình lý thú như con đường âm nhạc, vườn thuốc nam, đạp vịt, khu trải nghiệm làm đồ gốm, khu vui chơi vận động với các trò chơi như trượt cỏ, vượt chướng ngại vật Sasuke, v.v. Những hoạt động tập thể như thế này giúp các bạn tự tin, năng động và có thêm nhiều kỷ niệm tuổi thơ đáng quý. Nếu bạn đang tìm một địa điểm dã ngoại cuối tuần ngay vùng ngoại ô thành phố cho gia đình và bạn bè, thì T-Farm sẽ là một gợi ý thú vị dành cho bạn.